Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Thức Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu mình là Dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà Thức Trung Nguyên. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Và sản phẩm này mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là dòng viên uống Pulaco hỗ trợ bổ phế, giảm ho, long đàm. Viên uống Pulaco giúp bổ phế, long đàm, giảm ho, hỗ trợ giảm nguy cơ khò khè, khó thở do ho kéo dài, viêm phổi và viêm phế quản. Sản phẩm thì gồm có hai quy cách. Quy cách thứ nhất đó chính là hộp 20 viên và quy cách thứ hai là hộp 100 viên. Và khi các bạn mua một hộp 100 viên thì các bạn sẽ được tặng kèm một hộp 20 viên. Sản phẩm gồm các thành phần như cao khô tía tô, cao khô bộ mắm, cao khô bách bộ, cao khô cúc tần, cao khô xuyên tâm liên và cao khô rễ quạt. Từ các thành phần đó tạo nên công dụng của dòng viên uống Pulaco giúp bổ phế, long đàm, giảm ho, hỗ trợ giảm nguy cơ khò khè, khó thở do ho kéo dài, viêm phổi và viêm phế quản. Về liều dùng thì mình khuyên các bạn, người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên chúng ta dùng ngày 4 đến 6 viên chia làm 2 lần. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi dùng ngày 2 đến 4 viên chia làm 2 lần, uống sau khi ăn sáng và sau khi ăn tối 30 phút. Người bị hen, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi tắc nghẽn nên dùng đợt 3 đến 6 tháng để đạt kết quả cao nhất. Sản phẩm thì dùng được cho người bị viêm phổi, viêm phế quản, ho khan, ho có đàm, người bị hen, suyễn, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà Thuốc Trung Nguyên. Mọi kiến thắc mắc thì xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267. Và cứ vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà Thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng và giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.